cư dân mạng tức nuối vì bức tường cổ kính tại chùa Kim Liên thay áo mới. Chùa Kim Liên là ngôi chùa nằm trên một doi đất bằng phẳng trong thôn Nghi Tàm, xã Quảng An, huyện Từ Liêm, nay thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo sử sách, chùa được người dân cho xây dựng khoảng những năm 1128 đến 1138 thế kỷ 12 dưới thời vua Lý Thần Tông, đến năm 1771 chúa Trịnh cho tu sửa lại chùa và đổi tên thành Kim Liên Tự. Đến năm 1792 vua Quang Trung tiếp tục cho tu sửa, mở rộng chùa Kim Liên để có được diện mạo như hiện tại, chùa hiện sở hữu nhiều hiện vật mang đậm giá trị văn hóa lịch sử như bia đá dựng năm 1443, trung đồng, các chi tiết chạm khắc rồng mang đậm văn hóa thời Lý. Vừa qua, cư dân mạng đã bày tỏ sự tức nuối bởi bức tường phía trước cổng chùa được trùng tu bằng một loại gạch mới, phá đi nét cổ kính. Nguyên xưa, một công nhân đang làm việc tại đây cho biết, do bức tường cũ xuất hiện nguy cơ đổ sập nên nhà chùa đã thuê chúng tôi xây dựng lại bức tường mới. Chùa Kim Liên là một trong 12 di tích đầu tiên được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1962. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chùa Kim Liên được trùng tu. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!